Hello anh em, lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay Hello anh em. ngày 30 tháng 6 năm 2022 nha anh em nha. Rồi mình lại tiếp tục làm clip phôi mai. Rồi anh Toàn, hello anh em, anh Toàn. Hello anh em, lại là mình đây. Rồi anh em vào lại kênh của mình xem kênh, ủng hộ kênh nha anh em. Rồi anh em vào kênh mình xem, cứ thấy mã số cái nào mà hợp lý là chốt thôi anh em. Chốt rồi liên hệ số điện thoại của mình. Rồi mã số cây, rồi những cây mấy trăm ngàn mình không bao ship nha anh em nha. Rồi anh em vào việc thôi anh em ơi. Dứt dứt em. Đó, vườn sau lưng của mình nè. Vườn cây sau lưng mình nè anh em ơi. Cây ok lắm. Dùng trồng cũng ok lắm anh em ạ. Cố gắng anh em. Đây bể đế khủng. Dứt thôi anh em ơi. Dứt. Vào việc thôi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi. Cây đầu tiên nè anh em nè, cây đầu tiên của clip này, cây khá ngon. Cây này nó có cái đặc biệt là lên xù nha anh em nha, xù da nè, da rất nhìn cây rất là cổ anh em thấy không? Nu là da nó có lỗ bọng nha anh em nha, đó nu là da xù, mà xù này không phải xù chảy nha, xù da xù muốn lên khá đẹp luôn. Có miếng lũa ở đây nha, da tớm mà đây, nhìn vàng xù của nó, nhìn cây nó dài như mấy trăm tuổi rồi. Mà thật sự cây này có 100 tuổi à, già chiếc tuổi anh em ạ. Đế nè, đế bao phê luôn, đế bao đẹp luôn, thằng nhìn già. Cây này mà làm ra thành phẩm mà người ta thích là thích cái nước già của nó, khá cổ anh em à. Gì cái này gọi là cổ kỳ mỹ luôn anh em à. Nhanh ra cây người ta thích mẫu này không nè. Rồi cây này làm nhanh ra cây luôn anh em à, chi đều gót ngọn hợp lý ở trên đặt hết luôn anh em. Dứt thấy có mấy cục nu 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 không, quanh vành 51, vành 51, cao 53, rồi cho 53. Cây này anh em trồng chậu 60 nha anh em. Chốt thôi anh em ơi, yêu thích cây này liên hệ mình. Dứt, cây khá đẹp, khá vip. Rồi mã số 1 để. Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em. Mã số thứ 2, cây khá được. Cây này cây một cốt nha anh em nha. Cây một cốt nè. Cây chi cũng tạm được thôi. Đấy nè. Đế ok. Đế dễ tạm được. Cây nó có một miếng thẹo đủ này nè, có miếng thẹo tự nhiên nha. Rồi, vành á, vành 43, vành 43, cao 67. Cây này anh em trồng chậu 55 nha anh em. Chốt, dứt thôi anh em. Cố gắng đi. Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em à. Một cây vàng xương khá đẹp luôn. Cây này cây tàn tự nhiên nha anh em nha. Vàng xương đục kịch luôn. Cây rừng mà có vàng xương này cũng khó lắm anh em à. Có đỉnh dốc ngọn luôn nha. Đấy. Để tạm được. Khá già anh em ạ. Để nè. Để tạm được nha anh em nha. Để cám nhiều lắm anh em ạ. Dễ bao phê. Rồi quanh. Đây một. Quanh luôn. Quanh 35. Cao 95. Rồi. Cái này anh em trồng chậu 55 luôn anh em ạ. À. Chốt thôi anh em, dứt nhanh nhanh luôn. Cây vàng xương khá đẹp. Cây này mà không dứt dứt cây nào nữa, khá già cây anh em ạ. À. Cây vàng xương nhìn đã lắm, ở trên thằng nó có mấy cái vết kiến ăn nha, tự nhiên mà không có bị hết. Rồi Phạm Thanh Đông đã vô. Phạm Thanh Đông hôm nay có mấy cây cũng viết viết mà anh em ủng hộ Phạm Thanh Đông nha, có tiền mua thêm con bò nữa. Rồi anh em, một cây chi đẹp nha, một cây cốt đặc chi đẹp, một cây một cốt nha, chi thường thường. Đế nè anh em nè, đế tạm được, cây không lũ bọng, sạch sẽ luôn. Rồi chi bốn chi từng lên. Chốt thôi anh em. Ôi, chốt anh. nhanh anh Đông kiếm thêm con nữa là hai con nha anh em. Bỏ quanh 41. Anh Đông là chuyên gia đào mai bán cao, mai lấy tiền mua bò. Cao 87. Anh em trong hội cây này anh em trong chậu 55 nha anh em. Bữa nay anh có biệt danh là Đông bò. Dứt thôi anh em, chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một em mini nghệ thuật nha anh em nha. Mà cây này sao kêu cây mini đó. Sao mini, 7 em. Mini trong các cây lớn. Nè. Cây nghệ thuật không nè, đế nè. Đế bao phê luôn. Đế bể ha, bể đẹp luôn. Quyền lạc cây. Cây này có bị búng trúng cua không anh? Không à. Không à. Bữa nay có kinh nghiệm rồi. Quyền lạc gióc ngọn. Lên đỉnh luôn. Có đỉnh luôn. Bài cây này đúng cây bài nè anh em. 41. Anh em mà chơi bên môn phái cây bài thì dứt cây này về làm cây bài cho quanh.
vành 42, cao 32. Cái này anh em trồng chậu 55 luôn anh em à. Dứt. Dứt. Vành 42. Rồi anh em lại tiếp tục là đây nè, một phôi lực cực kỳ lực luôn. Anh em thấy không? Đế chi đồ ok hết luôn. Cây này 2 thăng nha anh em nha. Đó, cây nó có hai kim đủ này. Xíu thôi. Hai đây là cái dạng thẹo tự nhiên rồi. Mình làm thẹo này cũng được đâu, chứ có tự nhiên mới làm được. Rồi oanh luôn anh. Cây cổ kỳ Mỹ luôn, già cây. Bầu bao phê. Vành 64. Vành 64 luôn, cây to. Dứt cao thôi. 88. Vành 64 cao 88. Cây này anh em trồng chậu 60 luôn nha anh em. Rồi. Dứt thôi anh em ơi. Còn chẳng chờ chi nữa. Đông ngày mình quá. Bên nhau dây tơ hồng mày mới thành đôi ạ. Sao nữa? Rồi anh em ơi, lại tiếp tục ra một phôi khá đẹp. Cây dốc ngọn hình tháp luôn nha anh em nha. Cây bể đế đúng mấy mẫu cây là một cốt hình tháp luôn á. Bể đế nè. Rồi review bể đế anh em coi anh. Đế này khá cây này nè, nó có một cái miếng lũa thép đây nè. Nhưng mà da tớm rồi. Nó miếng nhỏ mà dốc rất là đẹp, nó dính vô chứ không phải là nó bị lũa, nó dính này một cái lũa nhỏ nữa. Dính này. Còn ngoài ra cây này sạch ở trên sạch hết em. Cây mà nó anh em nghĩ nó hoành gần 70 mà nó dốc ngọn còn cổ tay à thì làm sao đây? Dứt chứ làm sao nữa? Phải làm sao đây? Mua thôi. Nóng như thế này thì làm chi phải mặc mà làm chi phải mặc làm mà chi phải mặc. Không dạ đưa. Xuống rồi cho hai lần. Rồi. Quanh 71. 71 mình eo nhiêu anh? Mình eo á. Mình eo đây ha. Sắt cổ em trên á, em đây đúng không? 8 mấy. 62. Rồi, quanh sao. Cao 57. Cây này anh em trồng chậu 66 nha anh em. Rồi, chốt thôi anh em ơi, cây khá đã luôn. Đậu 70 liền khối luôn. Đúng mấy anh em là cây này cái chia cái dễ. Nó khối luôn. Phê. Da anh thấy thấy da nó láng óng luôn. Láng như con nhỏ mà chừng trắng thế. Không có tí mùi đốt luôn. Quanh. À luôn. Chốt. Chốt. Em làm lẹ lẹ đây anh em ơi. Không chưa. Nhanh nhanh hôm nay mình nhà mình có giỗ anh em à. Hôm nay cũng ông nội mình. Rồi mời anh em gần tới chung vui cùng gia đình nha anh em nha. Hôm nay anh em mình nhậu lúc á, anh em coi tranh thủ mua cây ơi. Rồi cây này cây một cốt nè anh em nè. Để tạm được thôi. Tiền chiều điện thoại mà cũng không được nữa anh em. Có khả năng tối nay điện thoại gieo là em không có máy nữa đâu á. Rồi, chì nó phóng cây sạch sẽ nha. Quanh cây dốc ngọn. Một cốt quanh 39. Cao 67. Con chì phóng ra 29 nha anh em. 30 nha anh em. Rồi, chốt thôi anh em. Cây này khá sạch sẽ anh em ạ. Giúp để cắm rất là nhiều. Ơi, anh em lại tiếp tục quay này nè. Đông quay không về á. Chứ nó thiệt bia mà. Cây này rễ cám khá nhiều nè. Đây anh em, một cây tiếp tục, một cây hướng xuyên nha anh em nha. Cây đế, dễ nè, dễ cám hơn. Nó dày. Cám nó dày hết luôn. Mắng mắng nha nè, dày luôn. Như cây này không có dễ cọc hả không? Cây này nó có đầy chú luôn. Có đầy chuột đó, mà có rễ thiệt bự nè. Rễ cám sau la nha. Cây nó có một cái lỗ thèo nhỏ đây thôi nha anh em. Rồi vành. Vành đi. Vành 42. Anh tự cho vành luôn ơi. Cao 46. Anh em xe bự anh em ơi. Xe bự. Cái này trồng trọng 50 nha anh em. Cái này mắm, trồng mắm chơi. Cây đã lắm. Dứt, chốt, khá lực. Ủa vậy hả? Alo. Rồi dứt, alo. Cây tiếp tục, alo. Anh em ơi, tiếp tục thôi. Một cây bay nha anh em nha. Hướng xuyên. Cây đế là được đế nè, đế tạm được nha, chứ cái đó nó nở ra anh em à. Rồi liền lạc luôn, cây không lúa bọng vanh. Ừ, bịp kêu ớt má cu dung à. Vành 28, cao 43, con chị phóng ra 30 nha anh em. Dứt chút thôi anh em ơi. Cây này anh em còn trọng 55 nha. Dứt em lại tiếp tục một cây dễ đẹp chi thoáng. Em thấy dàn chi cây này nó thoáng lên, về dọn lại hoặc là để vậy chơi cây rong lên chơi nha anh em nha. Cây đế nè mini có những đế đẹp anh em, đế đẹp lắm. Có gì chủ ra phóng ra chi
bên đây đế, ok, bên thằng chủ cũng phóng rồi luôn anh, cây liền lạc luôn rồi anh, nói chân 26 cây quá quyệt, cao 46 rồi bạn, 26 cao 46, có thằng chị phóng ra 25 nha anh em, dâu dài lát cờ dâu vô. Cái này trồng chậu 50 anh em à, mới đi cao về nè, đâu ngon vậy, cao bữa dứt đi vừa anh em, lại tiếp tục thôi. Đấy, một cây chi tạm được, chi tạm được thôi nha. Đế cũng tạm được. Đế nhiều lắm anh em à. Đế bao lại nè. Rồi, ngoan. Bánh 38. Cao 55. Cái này anh em trồng chậu 55 luôn anh em à. Dứt thôi anh em ơi. Cây khá ok. Em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây đế, đúng đế bàn luôn. Đế bàn nè anh em, đế nè. Đều quá luôn. Cái này chưa vệ sinh lần cuối không ạ? Sạch cây. Rồi, đặt cây luôn anh em à. Cây một cốt nha anh em nha. Sàng quanh 31, bốn ngón tay. Cao 47. Cây này nên trồng chậu 50 nha anh em. Dứt thôi anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình nha. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây khá đẹp luôn. Đế nè, từ 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 đế ơi. Ơi, số gì da mấy gì da. Sắp bộ VIP anh em ơi. Đế gì da, đế này da. Anh em, đế nè. Bao phê luôn nha, à, thấy lượng không, lượng cục lên, cây nó có găng nè, anh em thấy mấy cô phụ nữ thích mấy cây mà có găng vậy đó, đúng không, thấy tiền bể luôn, rồi, quanh, quanh 40, quanh 40, cao 62, cao 62, con cu, cao, bầu anh em trồng chậu 60 luôn nha anh em, nhưng mà con cu. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ với mình nha, cây không lúa bọng luôn anh em, cây bao đẹp. Anh em yêu thích cây này liên hệ với mình, nhanh nhanh lên. Quá VIP anh em. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip nha, chúc anh em một buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em. Anh em xem kênh nhớ like đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Rồi giờ này bắt đầu mình đi gửi hàng nè, nè. Hàng chuẩn bị gửi nè. Hôm nay gửi mạnh lên. Cũng ít ít à, có mười mấy cây à. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Đấy. Rồi anh em chưa nhận hàng đợi nha anh em nha. Tạm biệt anh em.